Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Chùa Lệ Dịn gây chấn động làn điện ảnh với tạo hình cổ trang trong phim mới. Mới đây, một loạt ảnh mới của nữ chính Thẩm Ly phim Dịu Phượng Hành do Chùa Lệ Dịn đảm nhiệm đã được phía nhà sản xuất tung ra. Trong ảnh, Chùa Lệ Dịn xuất hiện với một tạo hình bạch y đơn giản, kiểu tóc cũng rất mộc mạc. Thế nhưng điều làm mọi người chú ý nhất chính là khí chất vừa thoát tục lại vừa có phần xoáy tị của sao nữ họ Triệu. Dù là lúc cầm quạt hay khi quay lưng, Chùa Lệ Dịn đều khiến dân tình mê mẩn trong tạo hình cổ trang, thậm chí có khán giả còn so sánh Chùa Lệ Dịn đẹp không kém Lưu Diệc Phi với tạo hình váy trắng trong Thần Điêu Đại Hiệp. Nguyên tác Dịu Phượng Hành như nhà văn Cửu Lộ Phi Hương chấp bút nằm trong top 5 truyện tiên hiệp kỳ ảo ăn khách cùng Tam Sinh Tam Thế, Hương Mật Tựa Khói Xương và Hoa Thiên Cốt. Ba dự án trước đó chuyển thể thành công lên phim mới của Chùa Lệ Dịn cũng được kỳ vọng cao. Hơn nữa Dịu Phượng Hành cũng có kinh phí đầu tư cao. Ngoài ra sự kết hợp của Lâm Canh Tân và Chùa Lệ Dịn cũng khiến khán giả mong chờ. Xuất thân trong một gia đình thuần nông có phần khó khăn khi ba làm cảnh sát địa phương, mẹ bán tạp hóa ở vùng quê hẻo lánh. Chùa Lệ Dịn sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì bắt đầu công việc kiếm sống mưu sinh, giúp đỡ gia đình. Thời điểm đó ước mơ bước chân vào showbiz là hoang đường và mơ hồ với cô gái trẻ. Nhưng cuối cùng cơ hội cũng đến với cô khi giành quán quân trong cuộc thi tìm kiếm ngôi sao năm 2016. Chùa Lệ Dịn có cơ hội bước chân vào showbiz để đóng một quảng cáo. Chỉ sau 2 tháng học diễn xuất, cô tiến bộ vượt bậc và chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong phim Nam Việt Vương. Sau Nam Việt Vương, Tiểu Hoa Đán tiếp tục lăn lộn trên màn ảnh với nhiều vai diễn phụ trong phim Golden Marriage, Tân Ngọc Quan Âm. Không được dành nhiều đất để thể hiện nhưng Chùa Lệ Dịn luôn hoàn thành vai diễn, để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Đặc biệt, vai Tịnh Nhi trong Tân Hoàn Châu Cách Cách đã chứng minh được thực lực diễn xuất vượt trội của cô, giúp con đường tiến thân mở rộng. Sau những ngày tháng tích lũy kinh nghiệm trong nhiều vai diễn phụ, cuối cùng Chùa Lệ Dịn cũng có cơ hội thụ vai chính trong Lục Trinh Truyền Kỳ. Lập tức sau vai diễn này, cô chính thức trở thành diễn viên hạng A của làng giải trí Hoa Ngữ. Sau Lục Trinh Truyền Kỳ, Chùa Lệ Dịn bắt đầu khẳng định tên tuổi của mình trong nhiều bộ phim có kinh phí đầu tư khủng như Xăm Xăm Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sợ Kiều Chuyện. Với nét đẹp thanh thoát, đáng yêu cùng với lối diễn xuất tốt, hóa thân nhân vật đa dạng, Chùa Lệ Dịn dần chinh phục khán giả. Không hổ là danh nữ hoàng rating, Chùa Lệ Dịn có đến 3 bộ phim có lượt xem trên YouTube cao nhất Trung Quốc. Đầu tiên, khán giả không thể quên được Tiểu Xăm Xăm ngốc nghếch, thật thà và vô cùng ham ăn. Phim đã được rating cao ngất ngưỡng. Chùa Lệ Dịn với 7 năm lạo luyện, chuyện mình ngoạn mục thành cô gái đáng yêu, thành công của Xăm Xăm Đến Rồi, giúp cô bước lên một tầm cao mới và chính thức trở thành nữ thần thiên ưng. Chùa Lệ Dịn quả là biến hóa khôn lường, vừa mới là cô Xăm Xăm ngốc nghếch ham ăn, giờ lại hoàn thành Hoa Thiên Cốt đáng yêu nhưng cũng vô cùng đáng sợ trong phim Hoa Thiên Cốt. Bộ phim lập hàng loạt kỷ lục về tỷ lệ xem, các diễn viên góp mặt luôn đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Vào năm 2017, tiếp tục dòng phim chuyển thể, Chùa Lệ Dịn hóa thân vào Sợ Kiều trong Sợ Kiều Chuyện, mở màn tập đầu vô cùng hấp dẫn với thân phận vô cùng kỳ bí, tính cách mạnh mẽ, kiên cường của nữ chính. Cùng gian mị nam chất lừ, Sợ Kiều Chuyện nhanh chóng thu hút người xem và trở thành bộ phim có lượt view cao nhất từ trước tới nay. Một lần nữa lột xác hoàn toàn đầu năm 2019, Chùa Lệ Dịn diễn xuất bùng nổ lấy lượt nước mắt hàng vạn khán giả trong Minh Lan Truyện. Theo bảng xếp hạng những phim truyền hình nổi tiếng năm 2018-2019 thì Minh Lan Truyện đang diện đầu, tuy kết cục không được lòng khán giả nhưng Minh Lan Truyện đã rất thành công. Sau thời gian nghỉ để sinh em bé, Chùa Lệ Dịn hiện đã có kế hoạch quay lại màn ảnh với việc giảm cân để lấy lại vóc dáng. Cô nhanh chóng bắt tay vào việc đóng phim cổ trang Hữu Phị cùng với Vương Nhất Bác. Tuy phim vấp phải nhiều vấn đề tranh cãi, nhưng diễn xuất của nam nữ chính vẫn được đánh giá cao. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.